tin cũng không sao. Bởi vì cái gì thật thì tìm những người có chánh kiến chứ không có tìm những người mê tín. Tức là mình phải phân tách ông này ông như thế nào, ông gì như thế nào, có phải vậy vậy không. Còn bây giờ cơ trời mà mấy vị kêu lộ mà không lộ thì làm sao ai biết. Minh Dương thì cứ nói Minh Dương, chuyển lên Thánh Dương, cứ nói chuyển lên Thánh Dương cho tao biết chứ không nói cả thế giới ai đâu biết, đúng không? Đến lúc ở trên kêu nói phải nói. Bữa hôm mấy vị kêu là phải tuyên bố để cho tao biết, chứ không tuyên bố úp ở mở sao tao biết. Cho nên cái nhiều người còn bị chấp mà tao không có hiểu. Hồi xưa thì hồi mấy vị kêu khoan. Chúc anh Tuấn đem micro lên. Hello. Đến lúc đó thì mình cũng phải thay đổi. Cái nào không có được marketing hết. Chúc anh Tuấn đem micro lên xem. Sao trời nó chuyện như này. Tại vì mỗi cái gì mà có hình ảnh cái phụ nó lưu truyền nhiều lần lắm. Có Michael Bond này cũng vui. Tiền hỏi này cho bệnh hả gì? Dạ không. Không hả? Gan tâm với gan còn bền không? Dạ còn. Còn kiên cố không? Dạ kiên. Nhớ nha, nó còn làm chứng đó nha. Tôi đang coi thử nhỏ này nó biểu diễn được bao lâu. Mấy hôm nay con cũng bầm dập lắm sư phụ. Hả? Mấy hôm nay con cũng bị bầm dập lắm. Bầm dập dễ gì? Mà chắc con nghĩ thử thách. Tu hành lúc nào cũng bị thử thách mà. Không tu rồi càng thử thách, nhưng mà không tu á mình lọt xuống vực thẳm, mình không có cái lực gì đưa lên thì mình hèn yếu rồi mình rớt luôn. Còn tu á là mình leo lên, phải không, giống như té núi vậy. Mấy thằng hai chinh mà kiểu hồ phái sinh nào á leo lên thì tu nó phải có thử thách mới gọi là tu. Con thấy cái ấn đường ở sư phụ nó hiện lên không? Dạ, rõ lắm sư phụ. Đó là ấn đường của thiên tử. Thế gian này không ai có. Với cái dấu vuông cái chữ thập nè, dấu lại là người nhân thập là dấu này nè. Ở đây nó gào vuông lại là vua. Trên thế giới này có một mình sư phụ có. Đây nè. Này của cha làm dấu. Trong người sư phụ có biết bao nhiêu một rùa son nữa. Ủa nè mẹ này sao thấy được. Ở trên mặt. Chuyện nó vậy là vậy. Tại sao cho hội biểu diễn và đóng một cái màn phim ngộ nghĩnh này? Thì tại vì cái đời này đang ngộ nghĩnh. Không ngộ nghĩnh thì làm sao mà thay đổi được cái cũ đi sai đường. Đúng không? Cho nên không phải là hộ ngã mạng hay là tự sơn. Tánh hộ rất là khiêm tốn mà ai cũng biết. Người ngã mạng là trầu có tiền triệu tiền tỷ là đi chơi thoải mái chạy một ngày chiếc Rolls Royce rồi đã đóng mấy anh ghệ rồi. Thì đâu có vậy đâu. Ngồi nhập thất nè, rồi lại cho thế giới mà mỗi lần lại là những 5.000 người nhảy dù cùng với hụ á, gầu lắm. Trời ơi, ngày đi với tôi xuống trần, tôi ở Việt Nam tôi khổ, tôi mang thân người cũng như ngày, ngày sướng, ngày tối, ngày cứ lại. Để cho người ta bớt chết. Bớt chết nghĩa là gì? Ý là chậm đúng không?
cơ trời mới đi chậm lại, tại vì sư phụ là người có thể xoay chuyển được cái vận mệnh của mọi quốc gia mà. Cho nên mỗi lần mà sư phụ nói nhập thất lại là mấy cái người mà có điển linh căn Việt Nam sợ. Đâu tôi chờ hoài, tôi chờ tới ngày đó hoài mà ngày thối ngày ngày cứ xin với xỏ với khóc với lại hoài. Tụi tôi hôm nay tôi bán vé số, tôi đạp xích lô rồi tôi đi làm ruộng, tôi khổ quá, tôi chờ ngày về mà tôi chờ không có nổi. Xin lỗi nha, xuống đây mục đích mình cứu chúng sanh đúng không? Còn sư phụ có già thêm chút cũng đâu có sao đâu. Thôi chỉ cần 3 năm thôi mà. Sư phụ sống tới 8 tuổi lận. Thì anh Bác anh cũng rất là thiện tâm, cũng làm cái bài mà mấy đệ tử khấn cho sư phụ á. Thì cũng tốt, đứa nào thích khấn cứ khấn thoải mái. Nhưng mà muốn cho lẹ dễ nhớ là mấy con chỉ cần nhớ nguyện ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành. Con Thiên Kim Ngân được an lành, gia đình con được an lành, sư phụ con Thiên Đức chuyện được an lành. Mấy con chỉ khấn vậy thôi là lẹ nhất, đúng không? Còn cái kia thì nguyên có bài văn sới xa dài quá. Cha chỉnh mà cha nghe, cha cũng mất thời gian của cha đó. Mình phải tiết kiệm thời gian của cha nữa. Nên sư phụ có cầu ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành. Tất cả đệ tử hồi thiên đều ăn lành. Ê, về đây sư phụ khấn này. Thành cái thuộc lòng luôn. Trời ơi, Thảo bữa nay giống mà giống bà mấy bà Nhật kêu là gì ta hả? Nó mặc đồ phụng phụng á. Kimono. Thảo này chứng kiến một cái sự việc mà sư phụ xin được mẹ Thảo về trời đó. Tại lúc mẹ Thảo còn sống á, cứ tới đây nhận sư phụ làm sư phụ. Hiện giờ đeo cái chuỗi là của mẹ đó. Cái bữa hổm sư phụ đưa được về trời, bữa có lên cái clip nói á. Thôi là người có khả năng duy nhất có thể đưa người xuống địa ngục về trời được. Người ta tin không tin đó là sự thật. Còn mấy ông thầy ông có làm được hay không á, ông có giỏi ông làm chứng minh sư phụ ấy, còn sư phụ làm được. Đã còn dặn dò nữa, con phải mang thân người rất là khó, mà biết được đạo pháp là càng khó. Tại vì sao? Tại vì con thấy biết bao nhiêu người chiến sĩ Việt Nam mình lớn lên 14, 16 tuổi, 18 học ra trường xong cái đi lính bộ đội, lính gì không biết, rồi cái 1-2 năm cái bị đùng chết. Người ta cũng là người hiền đúng không? Người ta không có phước để biết được Phật pháp kinh điển, rồi cái thành làm gì? Thành con ma chơi, cho nên rồi thành ma chơi gì, rồi là ma đói, chứ là phải ma đói lạnh, chứ có ai nói ma no ma ấm đâu. Bao giờ có mấy con nghe ông bà mình dạy lại cho mình cái chữ là ma no ma ấm không? Không bao giờ đúng không? Ma đói, ma lạnh, ma cô đơn. Mà mấy con mà thường thường bị ma nhát là nghe gì? Nghe tiếng khóc, tiếng rên không đúng không? Con tôi nó không có nhận ra tôi đói quá, tôi lạnh quá, là đúng không? Con thấy một kiếp người phù du như vậy nè. Hôm nay mấy con ngồi đây có đại đại phước, siêu phước luôn á, sư phụ nói thiệt á. Còn mà cái đại thảm họa mà sư phụ sắp sửa mà sẽ đối diện đó là cái đại thảm họa của nước Việt Nam. Nó không phải là kinh tế nghèo đói hay là bị mất chủ quyền hay là mấy cái tài nguyên của mình hay là ngập đầu thế giới. Cái đại họa mà sư phụ phải try to fix để mà về để mà phục lệnh với cha, đó là cái đại họa vô văn hóa của nước Việt. Cái đó khó lắm con, nó là nằm trong cái này nè. Cái đó chùa đang nhức đầu á, mấy vị cũng đang nhức đầu á, mấy vị mới vừa họp với phụ mỗi ngày á. Ây da, thái tử lệnh nhiệm vụ đời đau. Nhưng mà cái đại họa này là đại họa vô văn hóa. Tụi nó không có biết cha mẹ là gì, không biết thần thánh là gì. Sáng lớn thức dậy, ê quán cà phê nào ngon, ghế nào đẹp, hey, chiều nay đi nhậu chỗ nào có mồi ngon, tối ngày nó cứ vậy không. Mà nghe mấy chuyện tâm linh này lên là nó chửi xối xả. Mà nó đâu phải là người mất phước đâu, nó đang có phước. Tại sư phụ là chuyển lên Thánh Dương, con cha là đầu thai là tiếng Việt, nói tiếng Việt. Những người mất phước là những người không nghe được tiếng Việt kìa. Con này nghe được tiếng Việt mà nó còn chửi mình á, thì đó là đại họa mấy vị rất là nhức đầu rồi đó.
thêm mấy thằng kim cương nằm dùng đó. Bây giờ ai mà ngu lắm á, mấy gì nói trời ơi, thằng nào mà nó siêu ngu á, tức là vô minh thì nó khó, nó không có hiểu. Tại mấy thằng mà chưa từng học về Phật á, đâu biết chữ vô minh là gì, nó coi chữ đó tầm thường lắm. Nhưng mà người học Phật á, nghe chữ đó là quảng hồn. Còn cho phụ dịch ra là siêu ngu. Chứ ngu thường là chuyện nhỏ, là sư giải thích chữ ngu thường. Mà còn chết cho đảng thì người đó là siêu ngu. Hiện giờ tại vì dân đã không có tin được luật pháp. Luật pháp không có luật lệ rồi. Luật lệ là luật của luật rừng rồi. Rồi viên chức lại không có tin lãnh đạo. Lãnh đạo không có tin đảng. Đảng không có tin trung ương. Trung ương chẳng có tin thể chế của mình. Mà hôm nay mấy thằng kim cương, mấy thằng râu rìa mà vẫn còn ngu muội, thì cái đó là một cái nhức đầu thứ hai của sư phụ. Tại trong những ngày kế tiếp là những cái ngày mà gọi là hồi quang phản chiếu á. Khi con ra đường đó, nó đã hơn phân nửa là con ma con quỷ. Khi cái tâm ma đó, đức thầy hôm kia có dạy là mình phải nhẫn nại, mình không có thể chống chọi được với ma tâm của tụi nó. Mình phải nhịn. Ngày dễ chết của nó quậy dữ lắm. Cho nên tất cả mấy đứa con họ thiên nhiên thế giới sẽ bị khảo. Chồng khảo, con khảo, vợ khảo, bạn bè khảo. Nó chửi, rồi nó nói đủ kiểu. Mấy vị đã dạy rồi, mấy con đừng có lung lay. Thằng chồng có chửi kiểu nào, nói ông giữ cái khẩu nghiệp, ông giữ cái duyên để đời này ông được đi về trời, đừng có nói gì hết. Tại vì đức thầy ngày hôm qua, ngày đó cảnh cáo rồi, những ngày kế tiếp con và những đệ tử của con sẽ bị khảo nhiều lắm đó. Khảo để thử thách cái đứa nào bền gan bền trí luôn. Còn khi mà người mà ma tâm á, họ đã chai lì chai đá rồi, cũng giống như họ là một vật vô tri, là giống bị hư rồi, một hạt giống hư lép rồi, họ không có thể nào thay đổi được ở đời này, thì để gieo duyên đời sau, không biết họ còn có tái sanh đời sau không nữa. Đây là hội long qua rồi, lúc đó chỉ còn người hiền không à, người xấu hiện bây giờ không thay đổi á thì cũng khó mà thay đổi. Hôm nay là lễ vía cha, một năm chỉ có Thượng Đế duy nhất là người xóa tội cho chúng ta. Ngoài ra trên vũ trụ này không có ai hết. Thì đứa nào mà quay đầu với trời Phật á thì vô hội trường lại, còn đứa nào lại xong ra đây ngồi chơi. Bữa nay ông Sơn Thần á, ông nói trời nắng đẹp cho mấy đệ tử lên đây đi. Chứ hồi nãy sư phụ ngồi nói chuyện với ổng, ổng kêu lên đây sư phụ lên thôi. Chứ hồi nãy sư phụ cũng tính như ngăn là dồn về dưới. Mà dồn về dưới thì chỉ có ca nhá hát không à, ca hoài chán lắm. Mà nói hoài cũng mỏi cổ lắm. Nhưng mà nói vậy nó vui hơn phải không? À, với gió mát vậy nữa. Với lại sư phụ cũng không muốn ca. Mà không ca mấy đệ tử buồn. Mấy con ở trong hoàn cảnh sư phụ mấy con cũng hiểu, tụi đâu phải thích gì đâu. Nhưng mà sư phụ không có nhào vô để mà nó xâm tụ á, thì nó thiếu vui nhộn. Mà hãy lên á, thì ở Việt Nam mấy chục triệu người, người ta bị chát. Người ta nói trời ơi, tôi ngưỡng mộ anh, tôi anh là đạo, anh đọc Lăng Nghiêm thuộc lòng rào rào mà anh còn ca nữa. Có nghĩa là họ chỉ chọn một là đọc kinh, hai là giống như Đàm Lĩnh Hưng, muốn kiểu nào. Sư phụ là vừa cả hai luôn. Họ không có thích như vậy. Nên cái đó là cái chắc. Nhưng mà họ quên đi là đạo Thiên Tâm chúng ta là đời đạo song tu, xuất pháp của thế gian không rời xuất thế gian. Tức là mỗi ngày chúng ta phải tươi tính, tươi tấn, hạnh phúc với gia đình, rồi cũng thành công trong chuyện đời. Rồi lúc đó đó chuyện đạo cũng sẽ thành công. Chứ không phải mình chối bỏ rồi mình đi vô chùa, rồi mình cà rượu rồi cái tối ngày cứ tụ nhóm trong chùa, rồi cái ông thầy cũng kêu làm gì làm cái đó. Ông nói thôi con ơi, cái xác vô thường có nhiêu tiền cúng dường cho thầy đi con ơi, chuyển ngân cho thầy đi con ơi, đại khái rồi cái cho ông hết rồi cái để thầy đưa con về giảng sanh. Nghe vậy khoái, cũng giống như mua cái vé về trời thì là một. Nhưng mà ông đâu có biết, nói thầy đi đâu con đi đó,
đó, ông nói vậy đó, tức là ông xuống địa ngục là cũng đi chung với ông á, xuống cầu cũng đi chung á, dưới hầm cầu. Rồi xuống thế gian là Bồ Tát không có muốn chúng sanh sợ quả, Bồ Tát rất là sợ nhân, cho nên mấy con đừng có làm gì cho thụ quá, đừng có động tâm gì cho thụ, cứ tự mình vươn lên, tự mình làm một người hiền, người tốt là sư phụ rất là mừng rồi. Còn sư phụ xuống đây chỉ làm nhiệm vụ cho bề trên, cho cha, cho mẹ, cho chư Phật, cho Đức Thầy, để mà lập lại cái nước Việt mới, nhất là hùng cường, giàu mạnh. Rồi xong sư phụ cũng phải đi về phục lệnh. Chứ còn sư phụ mà mắc nợ mấy đứa con á, phải đi lên đi xuống hoài, mệt lắm. Một chuyến này là chuyến cuối. Kinh Địa Mẫu có nói sư phụ, chuyến này chuyến cuối. Sau này những đứa đàn ông á, theo sư phụ mà nó đọc kinh không được, nó không có đủ duyên tu á, có thể cốt là cốt thần á, thì thiên tâm chúng ta là một cái mái nhà. Cái cửa Tây á, là về Tây Phương Cực Lạc đúng không? Còn cái cửa Nam á, là gọi là Mỹ Vô Nhậu Thiên, những người mà sau này sẽ theo phiên Việt á, mà không có biết đọc kinh á, thì về lo an bang tái thế, thì sau này là thiên tâm là sư phụ lập đạo. Còn sư phụ sẽ về mặt đời, sư phụ có lệnh rồi là về mặt đời, thì những cái người không biết tu á thì sẽ là thiên Việt. Cơ trời bây giờ đi đã tới rồi. Hồi xưa giờ mình nói bông vơ, mình đi vòng ngoài. Master mode, professional mode, karaoke mode, master mode. Hello. Professional mode. Hello. Karaoke mode. Hello. Master mode, professional mode. Cái nút cuối cùng là removal. Hả? Cái nút cuối cùng là remove cái echo hay gì sao? Cái nút ở dưới cùng. Hello. Mà karaoke mode. Hello, hello. Cái nút kế nút master mode. Hello, cái này cũng được. Đây, ngồi ở đây mặc cho đèn đèn. sáng nắng này cũng tốt. Ở lên đây ngày với cha lại sám hối, đâu ngồi không nhỉ? Không vô hội trường lại thì ra. Hội trường mở cửa. Cũng nói chuyện hoài, ngày nào cũng nói phải không? Thấy tội nghiệp của. Thôi muốn hỏi gì hỏi đi, tại vì mỗi lần nói rồi phải hoạt động cái bộ máy. Đâu ngồi ngắm cảnh không gió đâu một chút, mấy con cũng giống vậy đúng không? Không muốn hỏi gì cứ hỏi. Mọi người nói hoài chuyện tràn gian đại hải, chuyện trên trời với đất, chuyện gì cũng biết. Hỏi đi. Con gái thì Hùng phải trả lời là chừng nào con chết thì Hùng trả lời lẹ. Ai là dám hỏi câu đó đi. Hả? Rồi đeo mắt kiến ngộ hả ta? Hiểu đó hiểu gì đó, nhớ cái ba màu này là hiểu gì á? Gucci. Gucci. Trời ơi đẹp thế đó ta. Đấy em gái này. Này em gái à. Nói về em gái này là lúc trước á, nhớ không, nhớ bữa
Đó là ông gì? Hả? Ba ruột phải không? Ông chết mà ông thương cái đứa con này, ông không có chịu đi. Ông ở trong đó ông chơi với mấy đứa cháu tối ngày, làm cho tụi nó sật sự. Xong cái bữa đó sư phụ tới, chỗ thấy ông ngồi đó. Nghe nói, thôi bác già rồi, bác đi đi chứ ở đây bác chờ, bác mà níu con rồi níu cháu hoài mệt quá. Mà ông không chịu đi mà sư phụ phải đành lòng mới ra lệnh rồi, rồi anh bác phải dùng thần lực đó. Thì từ đó, thật sự á, mình thương ông bà mình cũng thương đúng không? Nhưng mà người âm người dương khó ở lắm. Đó là tại sao lúc mà còn sống á, bác là người hiền, bác không có biết tu. Tại người biết tu á, đi là đi cái một siêu lên thiên liền, không có để cho quyến liếng con cái. Tại vì người âm trong nhà làm cho mấy đứa nhỏ nó không có ngủ, sao nó làm bài. Đây nhân chứng ngồi đây, chùa tiễn đi, bữa giờ im rồi phải không? Trời ơi, đi vô cậu chính xin đóng bùa tào lao mà ông đâu làm được gì đâu. Không cần bùi á, chỉ cần nói một tiếng một thôi là đi, không đi thôi. Đây xung quanh sư phụ lúc nào cũng có mấy ông thiên tướng với mấy ông rồng hộ pháp, gặp mấy ông đó là té xóm rồi. Ma quỷ gì mà ông sợ mấy ông, tôi đâu cần bùi đó. Phụ đi tới chỗ nào là chỗ đó là xong. Đây ngồi đây nè, giờ bữa giờ còn thấy ông không ha, phải không? Ừ, nói anh đi rồi. Với lại ổng cũng có phước. Lúc đó anh tới nhà ổng, Quỳnh tới nhà ổng, tới nhà em phải không? Quỳnh nói thôi giờ có duyên gặp với mình rồi phải không? Mình có nguyện lực xuống trần để cứu chúng sanh. Chúng sanh trong mắt sư phụ không phải là xác phàm này lừa đâu, mà là luôn cả vong linh là cũng là chúng sanh của sư phụ. Thôi đi về nha. Lúc đó sư phụ đưa ổng đi rồi, nói một câu một hay là đi rồi. Hả? Mưa hết rồi. Này vô gì đây? Ở đâu có cái này vậy? Ở đâu? Dạ. Hay đó nghe. Optical mode. Hello. Bluetooth mode. Optical mode. Nam. Bữa con làm IT cũng good lắm á. DJ hả? Con ngồi đó rồi tưởng đâu có con mèo nào nó đang nhìn mình. Con ai vậy? Mơ nhiều.